đứa cháu sẽ đi cặp với lại cái biên giới giữa Mỹ và Mexico. Và phía đây cô bác anh chị không thấy hàng rào kẽm sắt đồ kinh khủng không? Chị thấy kẽm gai không? Yeah. Rất là cao hả chú ha? Ừ, cao. Dạ. Yeah. Hai đắp bò hai bên là sau này mới có nhiều người nhập cư là người ta leo qua bức tường hoặc là người ta cắt cái hàng rào họ vô nước Mỹ. Thì sau đó cái thời ông Trump á, yeah, thì lúc đó ông mới thực hiện là để mà xây cái bức tường biên giới này để mà bao bọc để tránh những người nhập cư vô. Dạ. Yeah. Thì Bùi Hồ vừa đổi sang tiền peso xong rồi cô bác anh chị. Đây là tiền của Mexico. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Sau một hành trình dài từ Los Angeles thì Bùi Hồ cùng với lại chú Kevin Trần đang có mặt tại một cái nơi khá là đặc biệt, đó là khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico. Để trước khi thực hiện cho cô bác anh chị biết về cái bức tường giữa Mỹ và Mexico á, thì chú cháu đi đoạn đường cũng xa rồi, và hai chú cháu sẽ thưởng thức một loại bánh mà Bùi Hồ mới biết và chú Kevin Trần có giới thiệu à. Đó là salad. Snack. Dạ. Này tuna salad. Dạ. Ở dưới này là giống như là cái bánh tay cô bác anh chị. Ở trên này chú nói là có cá nè, rồi có rau củ. Đây là như vậy. Và đây là cái hộp nè. Hộp này như vậy. Rồi mình lấy cái bánh ra rồi mình bỏ cái này lên là mình ăn thôi. Dạ. Yeah. Ăn rất là tiện lợi. Này là mình ăn ngon mà không phải để mà chữa đói mà còn ngon nữa. Ừ. Để thực hiện một cái nước phim mà chạy một cái đoạn đường rất là dài á, thì đây là cái phần mình phải nên tăng calorie. Dạ. Nạp cái năng lượng vô để chia sẻ cho cô bác anh chị ha. Con mời chú. Mời là dạ. Cùng nha, cùng. Dạ. Đó, đây mình đang làm cái hũ nè. Mà cái này là không cần nấu nướng gì hết. Cái này nó đã làm sẵn rồi. Nhưng mà cái hộp này mắc tiền chút. Không mắc lắm đâu. Nếu mà tính ra tiền đô thì một hộp này nó khoảng chừng đồng mấy, đô mấy thôi. Dạ. Không mắc. Con thấy cung cấp cũng nhiều calo ghê nè, 80 calo. Tại vì một cái hộp như vậy là nó gồm có 6 miếng bánh này. Dạ. Và một cái hộp này. Dạ. Thì một cái hộp này á, là mình mua một cái pack á, ở trong cái Sam Club á. Sam Club là một cái công ty nó giống như là Costco vậy đó. Thì cái Sam Club nó mới bán cái này. Dạ. Thì nó bán 9 hộp là khoảng chừng 15 đô. Thì tính ra khoảng chừng, chú nghĩ nó khoảng chừng đô rưỡi á. Dạ. Đô rưỡi cho này. Dạ. Thấy không? Hai chú cháu thì ra. Nè, mùa này múc cho mùa hồi nè. Dạ, con cảm ơn chú. Mỗi chú cháu ăn 3 cái là đủ no rồi. Thì cái này nó cho mình nhiều lắm. Mình ăn 6 cái cracker này không có đủ đâu. Ở trên này nó có giống như có cà chua nè, có cá nè, có phô mai chú ơi. À không, nó có celery, nó có chủ yếu của nó là cá tuna. Dạ. Ăn cá không tuna. Có cắn lần một ít được mà bỏ vô nguyên cái miệng luôn. Đúng rồi. Đúng. Nè dài nha. Ngon quá luôn. Tuyệt vời quá chú. Bây giờ còn cái này là mình ăn không à. Dạ. Tại vì mình không có chứa đủ. Dạ. Tráng lý này nó phải cho mình chục cái bánh mới được. Dạ. Mà nó cho mình có 6 cái à. Đó rồi, cái này là Bùi Hồ thôi, con mời chú ơi, con mời chú ơi. Đó, vậy nè, đó, để ăn không thôi. Dạ. Đó, cháu Bùi Hồ đó, cầm đây để ăn không. Đó, cho mời chú mà cái tay Bùi Hồ đang cầm. Rồi, mời. Mời cô bác ích chị nha. À, nó gớt không chú? Không gớt đâu, không gớt đâu, chơi luôn. Dạ. Không sao đâu, chơi luôn. Ngon lắm, còn nữa nè, múc hết đi. Cái muỗng này Bùi Hồ sử dụng rồi. Ừ. Múc hết đi. Rồi mời cô bác anh chị. Kéo lên. Rồi sao? Là bỏ này vô đây luôn. Rồi. Đó, ăn xong là bỏ này vô đây. Là cái hộp này. Mình lại bỏ cái đồ này vô đây. Dạ. Rồi này mình đổ vô luôn. Đó. Rồi đóng lại. Rồi đem này vô thùng rác và xong xuôi. Dạ. Rồi bây giờ xuống chú cháu mình sẽ xuống chia sẻ cho cô bác anh chị biết ha. Dạ. Ở phía sau lưng này là bức tường hả chú hả? À đó, bức tường biên giới đó. Dạ. Chú có thể chia sẻ cho con thêm một tí xíu, vì con đọc được một số thông tin là một cái làn sóng nhập cư rất là lớn từ Mexico sang Mỹ. Và cái bức tường này nó đã được hình thành lâu chưa?
cuộc sống của người dân ở khu vực đây thì như thế nào hả chú ha? Thì thật sự ra trước khi trước dạ, mình vô ra trong này đi ha, mình vô trong này tại cái đường xe chạy vậy đây. Dạ. Thì trước kia đó thì cái bức tường biên giới nó không có như vậy đâu. Dạ. Nó chỉ là một cái hàng rào giống như là bình thường thôi. Dạ. À, thì sau này mới có nhiều người nhập cư là người ta leo qua bức tường hoặc là người ta cắt cái hàng rào họ vô nước Mỹ. Thì sau đó cái thời ông Trump á, yeah. thì lúc đó ông mới thực hiện để mà xây cái bức tường biên giới này để mà bao bọc để tránh những người nhập cư vô. Yeah. Đó. Thì bức tường này được xây dựng là cái thời mà khoảng chừng độ năm 2018 á, thì mới xây bức tường. Thì bức tường này nó dài lắm, nó xài dài từ bên Texas nó dài qua bên này. Yeah. Thì bây giờ là có những chỗ mà biên giới á, người ta đang bức tường này rồi. Tức là bên Texas, là bên El Paso nè, hoặc là bên bên những cái vùng mà biên giới sắp danh với lại Mexico á, là người ta đã xây rồi. Có những khúc nó vẫn còn đang thực hiện, đang xây. Yeah. Đó, thì là lúc mà chính sách Biden lên á, thì lúc đầu là cái tường này nó hơi bị chậm lại. Đó. Thì bây giờ vẫn còn đang thực hiện. Đó, thì lúc mới đầu mà xây á, thì quý vị thấy ở trên đi dài chứ cháu mình lại dài đây. Ví dụ là trên cùng á, yeah. đó là nó không có cái panel đó, yeah, không nó có cái tấm trắng cái tấm trắng đó, yeah. cái tấm trắng đó đó bây giờ nó gọi là anti climb, yeah. tức là lúc mà trước khi nó có cái đó thì dân bên kia nó vẫn còn trèo qua được, yeah. cho dù nó cao như vậy đó, mà nó vẫn có thể nó bắt dây rồi nó đu lên nó treo qua được, yeah. và sau này người ta mới làm thêm cái panel trên đó nữa. Yeah. để nó gọi là anti climb, tức là mình nó phản gì nó không có thể leo qua được. Dạ. Nè. Nhưng mà nói vậy thôi chứ mấy dân mà vượt biên này thì nó hay lắm. Dạ. Nó cũng sẽ tìm được cách này cách kia nó qua được chứ vậy không. Nhưng mà security của bên Mỹ với bên Mẹ cũng có người đứng canh hai bên. Dạ. Nhưng mà dĩ nhiên người ta đâu có canh được 24/54 đâu. Dạ. Thì cũng sẽ có một số người nó qua được chứ không phải không qua được. Dạ. Cuộc sống biên giới của người dân hai bên thì như thế nào? Thì nó là mình nói là một trời một vực. Ừ. Thì quý vị thấy ở bên cái khu sắp bên này là bên này là của thủ Mỹ. Dạ. Còn bên kia là thành phố Tijuana. Tijuana là thành phố của Mỹ. Dạ. Thì đời sống nó khác biệt rất là rõ ràng. Thì một bên là hiện đại, còn bên kia là hải điện. Này học từ bên Nam á. Dạ. Bên kia là nói chung là nước là nghèo khó bên kia, dạ. còn bên này thì hiện đại hơn. Dạ. Cái bức tường này nó cao thì chú ước tính nó khoảng bao nhiêu feet hả chú ha? Chú nghĩ là khoảng chừng 30 feet á. 30 feet. Ừ. Dạ. Ngó cái đường để này khoảng chừng được 30 feet á. Dạ. Ừ. Lúc trước đây thì nó không có cái tấm trắng ở trên kia. Ừ. Sau này thì nó mới dạ. có rồi. Thì bên kia nó cũng có nữa rồi. Thì dạ. tùy theo là những cái chỗ mà quan trọng hay không quan trọng thì nó có những cái khác nhau. Thì những cái kia là như là những người ta có cái company này. Yeah. Bên kia bên này thì nó sát hơn, còn bên kia thì bắt đầu nó sơn lại nè, nó làm yeah. này. Ừ. Và kể cả ở đây có một cái dây thép chạm yeah. để chống người ta lau ra. Thì cái bức tường này á là thuộc về bên Mỹ rồi. Yeah. Cái tường bên này là để cho đây là cái cánh cửa để cho những người ta maintenance, tức là mở lên là người ta có thể đi vô được. Yeah. để mà người ta trùng tu những cái gì đằng sau này, tại vì đằng sau này nó có một cái slope. Yeah. Thì người ta vô trùng tu. Thì cái chỗ này nó chưa phải là một cái điểm mà mình nói là thật sự là biên giới rõ ràng đâu. Yeah. Tại ngoài kia có thể mình đi, những người mà đi bộ qua bên đó là người ta sẽ có cái cổng đi bộ đi qua bên Mexico được. Oh. Hoặc là cái đường nãy mình đi á. Yeah. Là cái exit cuối cùng là mình ra chỗ cái shop bên này. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình đi bộ exit nữa đó là người ta có lái xe từ bên Mỹ qua bên Mỹ, ở bên Mexico, hoặc là đi ngược lại thì là đó. Còn những người ta đi bộ đó thì thường người ta ra cái parking này. Đó, người ta đậu vòng vòng ở đây rồi bắt đầu người ta đi bộ để mình đi vòng vòng tới đó đi. Dạ. À. Mình ra rồi bắt đầu mình có thể đi bộ băng qua biên giới. Vậy thì sự giao thương giữa hai nước Mexico á với lại Mỹ thì người dân sống cặp biên giới thì sao hả chú ha? Người dân biên giới, ví dụ như là người ở bên Mexico đó thì
đa số họ đi làm là họ đi làm bên Mỹ. Dạ. Tức là họ sẽ xin được cái permit làm việc. À, tức là họ không nhập cư vô trong Mỹ thẳng, nhưng mà họ vẫn ở bên đó. Rồi mỗi một ngày á, thì họ dùng cái permit đó, họ đi qua Mỹ, yeah. họ làm việc. Yeah. Họ làm việc sau chiều là họ lại về lại. Đó. Chứ họ không nhập cư thẳng vô đây. Nếu như những người Mỹ mà người ta muốn nhập cư vô đâu trong này thì họ phải làm đơn xin phép giống như là mình đi nhập cư vô một nước vậy đó. Yeah. Đó. Còn tình trạng mà mình nói là di dân bất hợp pháp hay là gì đó thì đa số những người di dân bất hợp pháp đó đó họ không phải là từ Mỹ, họ chỉ dùng cái biên giới của Mỹ để họ qua đây thôi, nhưng mà những người đó là những người bên phần bên Trung Mỹ, Honduras rồi Venezuela là những cái phần bên Trung Mỹ, là người ta đi bộ hành khất, người ta đi qua bên Mỹ rồi người ta băng qua biên giới từ bên Mỹ qua bên Mỹ đó. Vậy đó. Có nghĩa là không chỉ là người Mexico mà có cả những cái nước lân cận. Dạ, đa vì số là những người nước lân cận, đa dạ. số. Tại vì Mỹ thì nó gần ở đây quá rồi. Dạ. Thì thật cứ là nó đó, qua bên này nó có rất là dễ dàng hơn những người khác rồi. Dạ. Nhưng mà những người mà ở Mỹ theo như chú biết á, những người ở Mỹ ở đây á thì họ cũng không có cần là phải đi qua bên Mỹ đâu. Dạ. Thì đa số họ đi qua để họ làm việc thôi. Còn rồi xong rồi họ về lại chỗ bên đó, bên họ đó. Chứ họ cũng không có nhu cầu nhiều là đi qua bên Mỹ định cư luôn đâu. Yeah. Thì mọi người cũng biết là cái tiểu bang California này á, là trước kia là của Mỹ mà. Trước kia là của Mỹ mà. Thì sau này Mỹ mới mua lại của Mỹ cái phần lãnh đất và California này. Thì bởi vậy quý vị thấy ở trong California tất rất là nhiều tên đường là vẫn còn là tiếng Mỹ đó. Và người Mỹ mà họ ở trên cái vùng đất này trước khi mà Mỹ mua lại của Mỹ đó thì họ cũng đã định cư này rồi, thì họ cũng trở thành là công dân của nước Mỹ luôn rồi. Thì lúc đó họ vẫn còn thân nhân họ ở bên này đó. Thì nói chung là cái lưu giao thương mà từ bên Mỹ và bên Mỹ vô thì nó vậy, nó cũng có chung biên giới, thành ra là nó cũng hồi xưa thì nó cũng rất là dễ dàng. Mà sau này á, vì người ta nhập cư vô nhiều quá, nhập cư lậu vô nhiều quá, tại vì bên kia họ không có đủ việc làm hay sau đó thì họ không xin được cái permit, tức là cái giấy làm việc á, thì họ không xin được cái giấy đó thì á, là họ đi qua đây bất hợp pháp để họ làm những cái công việc mà nó không có chính thống. Còn những người Mỹ bên kia mà người ta có giấy tờ họ hẳn hoi á thì họ không có nhu cầu để họ qua bên này. Tại vì mọi người cũng biết là cái chi phí mà ở bên Mỹ thì nó rẻ hơn bên Mỹ rất nhiều. Nếu như họ đi qua bên này, họ làm ở Mỹ mà ăn lương Mỹ, đúng không? Mà lại ở một cái nước mà bên kia nó rẻ tiền hơn thì là rất là ngon, đúng không? Chứ còn nếu mà mình qua bên này thì mình phải trả tiền nhà để nó sẽ đắt hơn nhiều là mình ở bên kia, mà cách nhau có đường biên giới thôi. Thì nó không có lý do gì mà tự nhiên là mình qua bên này mình làm lương Mỹ mà mình phải trả tiền của Mỹ, mà mình ở bên kia thì nó thoải mái hơn nhiều, đúng không? Yeah. Chú có thể chia sẻ về cái thu nhập của người dân ngay tại California, cũng như là chú đã từng đi sang Mexico á, thì thu nhập của người dân, thu chi của người ở Mexico so với ở Mỹ thì nó chênh lệch nhiều không chú? Nó chênh lệch cũng nhiều. Ví dụ như là người ở bên Mỹ này á, thì mọi người biết là ngay tiểu bang California này nè, thì ông thống đốc á, cách đây chừng vài tháng á, thì ông đã ký cái luật á, là minimum wage á, tức là lương thấp nhất của một người làm ở cái tiệm fast food, tức là tiệm ăn nhanh á, là $20 cho một giờ. Yeah. $20 cho một giờ là tính ra 500.000, phải không? Yeah. 500.000 cho một giờ thôi. Yeah. Tức là một ngày nếu họ làm 8 tiếng như vậy á, là 4 triệu rồi một ngày. Đó là yeah. lương căn bản cho một công nhân mà làm ở cái fast food. Đó. Thì một tháng á, là 4 tuần là 160 giờ. Thì quý vị cứ nhân lên là mình biết là một tháng là họ làm căn bản một người á, là trung bình là một năm là 40.000 đô cho một năm, là cho một người không cần có kinh nghiệm, không cần có gì hết, chỉ làm trong cái tiệm ăn nhanh thôi, là 40.000 đô cho một năm. Yeah. Đó. Rồi so bên kia thì nó quá trời là nó different rồi. Yeah. Bên kia thì thứ nhất là nó sẽ không có nhiều việc làm,
Quý vị thấy nãy mình coi cái chỗ mà Tijuana đó, dạ, người ta ở nhà rất là san sát nhau, và đời sống bên đó nó cũng khó khăn hơn rất là nhiều so với bên này, bên Mỹ. Thế nên mình đang so sánh vậy thì nó hơi khập khiễng chút xíu, là tại vì một bên là một cái nước rất là văn minh và rất là giàu có, một bên là nước rất là nghèo. Thế nên mình so sánh nó cũng hơi khó chỗ đó. Đó, nhưng mà bên Mỹ thì thật sự ra là những người ở vùng biên giới này thì họ không có nhu cầu họ đi qua Mỹ họ sống đâu. Thì chỉ nếu họ xin được cái giấy mà làm việc á, hợp pháp, thì thà họ đi qua đây họ làm, họ ăn lương mà của Mỹ, tuy họ có đóng thuế hoặc đóng gì đó, nhưng mà khi họ đem số tiền về trở lại bên kia thì họ xài rất thoải mái, thấy không? Giống như là rất là nhiều người ở đây mà đi về Việt Nam sống chẳng hạn, dạ, đúng không? Thì nếu mình mà một tháng mà mình có được 2.000 đô mình về Việt Nam mình sống thì nó rất là thoải mái rồi. Yeah. Nhưng mà nếu mà 2.000 đô đó mà mình sống ở Mỹ thì coi như là mình sống được. Nhất là ở Cali nữa, rất là đắt đỏ. Yeah. Nhà cửa, ăn uống, tất cả những cái chi phí rất là đắt đỏ. Yeah. Chú cháu sẽ đi cặp với lại cái biên giới giữa Mỹ và Mexico. Và phía đây cô bác anh chị không thấy hàng rào kiểm soát đồ kinh khủng không? Và giữa ở đây nè, có một cái hàng rào cặp đây nữa hả chú ha? Đây. Cô bác anh chị thấy kẽm gai không? Rất là cao hả chú ha? Cao. Dạ. Hai đắp bò hai bên là. Dạ. Bên kia hai là bức tường biên giới, còn bên này thì tránh người ta leo qua, rồi còn họ phải leo qua bên này nữa. Dạ. Thì cái kẽm gai trên đây kìa. Dạ. Là để nó chống người ta có thể leo qua được. Dạ. Vậy là cái bức tường kia là bức tường biên giới chung. Đúng. Đây là bức tường của Mỹ. Bên Mỹ. Còn bức tường của Mexico. Chơi thêm một hàng nữa để mà chắc ăn là không, nó không qua được. Dạ. À. Kinh khủng không cô bác anh chị? Vậy mà nó vẫn còn qua được á. Như cô bác anh chị nghe chú chia sẻ đó, là không phải là người sinh sống ở cặp biên giới Mexico, mà những người ở những nước lân cận á, mượn cái đường biên giới bộ này nè. Đúng. Người ta sẽ dễ, nhập cư trái phép hơn. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Nếu những người mà họ nhập cư ngay tại Mỹ mà trái phép như những cái nước khác thì chính quyền Mỹ họ sẽ xử lý như thế nào? Họ sẽ trục xuất. Yeah. Tức là đầu tiên là nếu mà họ bị bắt á, yeah, họ đi qua biên giới mà họ bị bắt thì chính phủ Mỹ họ sẽ bên di trú Mỹ họ sẽ bắt lại. Yeah. Và giữ câu lưu, sau đó họ sẽ làm cái thủ tục để trục xuất. Yeah. Ngược lại. Yeah. Đó thì chính sách của mỗi một đời tổng thống nó khác nhau, mỗi một cái thì có người mềm dẻo, có người khó khăn là cái vậy. Thì tùy theo là sở di trú. Thật sự ra cái vấn đề mà bên immigrant á, tức là người di cư á, thì nó thuộc về lĩnh vực của người của bên sở di trú hơn. Yeah. Người cái chính sách của tổng thống đi lên á thì nó không ảnh hưởng nhiều với lại sở di trú. Sở di trú họ làm việc độc lập. Yeah. Thì họ sẽ xét duyệt từng cái trường hợp mà đi qua bên này là nhập cư bất hợp pháp hay là hợp pháp hay sao đó. Yeah. Thì họ sẽ giải quyết theo từng trường hợp khác nhau. Yeah. Chứ cũng không có đánh đồng là ai sẽ được vô ai sẽ không, thì họ sẽ xét duyệt. Thì nhưng mà bây giờ cái làn sóng mà di dân từ bên thí dụ bên phần bên Texas mà đi qua bên này, hoặc là bên Cali đi qua bên này đó, thì khi mà người ta đi vô bất hợp pháp như vậy mà họ chót lọt thì thôi, thì mình không biết, thì họ đi đâu mình không biết. Nhưng mà nếu lỡ mà xui họ bị cảnh sát mà bắt được thì họ sẽ đưa về một cái trung tâm khu lưu trong đó. Rồi sau đó họ sẽ xét duyệt cái người này theo tình trạng là thí dụ như họ có người bảo trợ hay không, hay là người ta có cái status họ ra làm sao, rồi lúc đó họ mới xét duyệt là có cho nhập cư vô hay không, hay là người ta sẽ trục xuất ngược lại. Thì tùy theo là một cái chính sách của nước Mỹ, thì cái đó thì chú không có rành 100% lắm, nhưng mà đại khái nó là như vậy. Nhưng mà cái thành phần mà di dân vô trong nước Mỹ á, thì đa số là do bên Trung Mỹ qua hoặc là người Mexico họ qua, chứ còn bên châu Á mình thì ít lắm, cũng có nghe nói là cũng có một số, nhưng mà rất là khó để nhập vô đây chứ không phải dễ dàng đâu. Yeah.
Ờ, cô bác anh chị đấy. Và phía đây là phải cái lối đi qua biên giới không? Đây cô bác anh chị. Đây là cái lối để mà đi qua biên giới Mexico. Chỉ cần vài bước nữa thôi thì Bùi Hồ với lại chú Ken Winston sẽ có mặt ở bên kia biên giới, ở bên kia đất nước Mexico. Yeah. Nhưng mà thật ra thì ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng không có cái nhu cầu đó, chỉ đến đây để mà cảm nhận và nghe chú Ken Winston chia sẻ một đôi nét về cái bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, để cho cô bác quý anh chị biết về cái nhập cư, làn sóng nhập cư trái phép thời gian gần đây mà rất là nhiều thông tin ở trên mạng cũng như là thông tin thời sự đã đưa về một cái làn sóng nhập cư mà trước khi mà tổng thống mà lên, đúng không chú ha? Thì thật sự ra bây giờ hôm nay mà chú muốn qua Mexico cũng không được. Tại vì chú phải mang theo cái passport của chú, cái hộ chiếu á. Và hôm nay không có mang. Thành ra là nếu như bây giờ mà chú đi vô trong đó thì chú đi vô lại không được. Nếu đi qua bên đó thì dễ thôi. Đi qua bên đó thì nó ok. Nhưng mà đến khi mà chú nhập lại đây ông đo thì nó phải hỏi chú cái passport mà hôm nay không có mang là cái một lần vấn đề đó. Thì nó sẽ giữ chú ở đây luôn, nó không cho chú đi về Mỹ nữa. Bên Mexico và Mỹ nó thông thương với nhau. Thì bây giờ mình có đi qua bên Mexico hoặc đi qua Canada thì với cái hộ chiếu của Mỹ á, mình không cần phải visa gì hết. Cứ mình đi qua rồi mình đi về lại bình thường thôi. Chỉ có là khi mà Mỹ mình đi Việt Nam á, thì mình phải làm một cái visa để mà mình nhập cảnh lại vô Việt Nam thôi. Chứ còn khi mình về lại Mỹ thì mình dùng passport mình vô bình thường thôi. Thì ở qua bên này thì nó có hai cái giấy tờ mình có thể sử dụng. Một á, là cái passport, hộ chiếu. Còn có nhiều người họ ở Mỹ, họ có quốc tịch Mỹ nhưng mà họ không làm hộ chiếu, hoặc là hộ chiếu của họ bị hết hạn, thì họ có thể dùng một cái form nữa để mà đi qua bên Mexico, Canada, là cái bằng quốc tịch. Cái bằng quốc tịch, khi mà mình vô quốc tịch thì nó cho mình một cái bằng, và cái bằng đó chứng nhận là mình là công nhân Mỹ. Thì nếu như mình không có hộ chiếu thì mình có thể mang cái bằng đó mình đi qua đây mình show cho nó cũng được. Để mình trở lại Mỹ. Đó thì cái đó là ở giữa Mỹ và Canada. Còn nếu mà những nước khác á, thì mình không dùng bằng quốc tịch được. Thí dụ như mình đi về Việt Nam, mình trở lại Mỹ thì nó bắt buộc mình phải có hộ chiếu. Thì bây giờ ngoài cái hộ chiếu ra đó, thì ở Mỹ này nó có làm thêm một cái gọi là Real ID. Real ID là một cái dạng là giữa cái driver license của mình, là cái bằng lái xe đó, và cái hộ chiếu, nó nằm chính giữa. Tức là bây giờ thí dụ như là mình bay từ Dubai qua bên tiểu bang New York, đúng không, thì mình không cần phải passport nữa, mình chỉ cần cái ID mà bằng lái xe của mình là đủ rồi. Nhưng mà sau này hoặc là mình có thể dùng passport mình đi. Bây giờ người ta muốn giản tiện hơn, người ta làm cái gọi là Real ID, tức là nó có thể dùng cái driver license nhưng mà nó có cái chứng nhận của cái bằng quốc tịch mình trong đó. Là như quý vị biết là ở Mỹ đây không phải ai có bằng lái xe là có quốc tịch. Có những người ta chỉ có green card thôi, tức là thường trú nhân thôi, nhưng mà không có quốc tịch. Thì bây giờ cái Real ID đó để chứng minh đó là cái người này là có quốc tịch. Thì họ dùng một cái form đó, họ có thể đi khắp nơi trên nước Mỹ. Nước Mỹ thôi nha. Nếu mà mình đi qua bên một nước khác, ví dụ qua Mexico hoặc đi qua Canada, thì mình vẫn phải dùng passport. Chứ mình không được dùng cái Real ID đó. Đây là giống như hải quan vậy đó. Sau mình xếp hàng vô đây rồi mình mới đưa passport. Rồi mới đầu mới mình nó đóng dấu xong xuôi rồi mình đi bộ qua bên kia. Đây là một cái khu cô bác anh chị, khu xuất nhập cảnh á, giống như cửa hải quan để thông thương giữa hai nước, giữa Mỹ và Mexico đó. Ở đây là người ta có một cái biệt chỉ dẫn á, đến Mexico thì mình sẽ đi qua cái cổng hải quan này. Và đây là những người ta đi lao động qua hay sao chú ha? Cũng có người dân Mỹ, họ là bên đây họ đi lao động qua đây cũng có. Hoặc là có những người mà ở bên Mỹ họ đi qua đó để đi chơi á. Giống như là mình và người du lịch thôi. Du lịch họ đi qua bên đó, họ đi qua bên Tijuana họ chơi. Họ muốn đi đường bộ. Có đường xe thì mình đi bên là đường xe nãy cái freeway đâu là ra. Là ngoài freeway kia kìa. Phía quê ngoài kia là cái đường hồi nãy mình đi á. Nếu mình đi continue thì mình sẽ đi tới đây là cái border chỗ này nè, đâu khoảng trừ góc này nè. Là mình đi qua đó thì mình tới cửa hải quan đó thì mình sẽ xuất trình giấy tờ
là passport của mình thì có người hải quan họ coi, họ đóng dấu thì mình tiếp tục mình lái xe qua. Cư lậu á thì nó cái từ nó không có cao như vậy mà nó không làm bằng kiên cố như vậy. Hồi xưa nó chỉ là một cái hàng rào bình thường giống như cái hàng rào mà mình thấy ở dưới này thôi. Giống như cái hàng rào như vậy thôi. Rồi sau này nó mới làm ra cái hàng rào bự kia, cái kiên cố hơn để mà nó chống những người vượt biên. Vậy thôi. Thưa với cô bác quý anh chị, phía trước là một cái quầy đổi tiền. Và theo chú Kenvin Trần có chia sẻ thì cái quầy đổi tiền phía trước là ở bên Mexico thì xài đơn vị tiền tệ là peso. Và một đô thì khoảng bao nhiêu peso hả chú? Không, cái exchange thì chú theo chú biết là nó khoảng chừng độ 6 peso để tự check thử coi. Dạ. Ok. Hai chú cháu đổi nãy giờ. Đó, làm được 18.6 peso là một đô. Dạ. Nó bán. Dạ. Mình mua vô là chỉ có 18 thôi. Tức là một đô la ở đây mà nếu mình mua thành tiền peso thì nó tính giá là 18 peso cho một 18.65 cho một đô. Nhưng mà nếu mình cầm tiền peso mà mình đổi lại tiền Mỹ á thì mình phải trả tới 19.12 lần. Bây giờ qua đó đổi thử 10 đô thử coi làm kỷ niệm chú ơi. Hả? Coi đổi 10 đô làm kỷ niệm họ đổi rồi. Muốn đổi không? Dạ. Ok đó. Cho người, cho cô bác anh chị biết cái tiền với cô là như thế nào. Bây giờ mình đi ra đây, giờ mình đi băng qua đường. Dạ mình đổi ít thôi để về làm kỷ niệm là đã gần với lại Mexico rồi. Ok. Dạ. Đây hai chú cháu có một cái kỷ niệm khá là đẹp cặp biên giới giữa Mỹ và Mexico ha. Cái này là hello. Và ở cặp biên giới giữa Mỹ và Mexico thì Bùi Hồ sẽ đổi một ít tiền Mexico đơn vị là peso để cho cô bác quý anh chị biết được luôn. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là cái nơi đổi tiền nè cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng qua đây với Bùi Hồ ha. Thì Bùi Hồ vừa đổi sang tiền peso xong rồi cô bác anh chị. Đây là tiền của Mexico. Thì ở đây thì một đô thì nó khoảng 18.6 peso hả chú ha. Bùi Hồ đổi một ít làm kỷ niệm gửi cho cô bác anh chị. Tiền đẹp ghê ha. Đấy. Còn bây giờ thì chắc có lẽ ngay tại biên giới Mỹ và Mexico thì Bùi Hồ và chú Kenvin Trần chia sẻ cho cô bác anh chị hiểu thêm về cái bức tường biên giới ở đây cũng như là cái hải quan ngay tại chỗ này. Còn bây giờ thì hai chú cháu xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ở ngay tại thành phố San Diego của Mỹ hả chú ha. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ chào. Dạ.